TK xin chào các bạn đến với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi Study English with us Bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ là 12 cụm động từ phổ biến với COM các bạn nhé. Ở trong tiếng Anh, cụm động từ với COM có rất là nhiều Tuy nhiên trong bài hôm nay, TK chỉ chọn ra 12 cụm động từ phổ biến nhất của động từ COM các bạn nha Trước nhất chúng ta sẽ tìm hiểu xem cụm động từ là gì Cụm động từ là một dạng cấu trúc ở trong tiếng Anh bao gồm một động từ kết hợp với một hoặc nhiều giấy từ hay là phó từ. Nếu như chỉ có động từ không thì chúng ta coi là động từ nhưng đây là cụm động từ có nghĩa là có một động từ chính và nhiều từ khác là giới từ hoặc là phó từ nên mình gọi là một cụm các bạn nhé, cụm động từ. Hôm nay chúng ta sẽ học về come. Nếu chỉ có come không mà thôi thì có nghĩa là đến hoặc là tới. Đây là động từ bất quy tắc, mình có come, came Come. Cụm động từ đầu tiên mà mình có là come on. Mình dịch là thôi mà, nhanh lên hoặc là cố lên. Come on. Come on. Come on, you can do it. Cố lên, con làm được mà. Khi mà mình muốn khuyến khích con mình, con cố gắng lên, mẹ tin là con làm được. Come on, you can do it. Cụm động từ số 2 là come off thường mình thấy on là mở, off là tắt. Thì khi để gần như vậy cho các bạn dễ so sánh, come off thì lại có nghĩa là tách rời hoặc là xúc ra, come off. Chúng ta có the gum, gum này là kẹo xung gum mà mình hay ăn á, khi mà mình ăn xong thì cái cục đó gọi là gum. The gum won't come off her hair. Cái kẹo xung gum nó cứ dính vào tóc của con bé hoài, nó không có chịu xúc ra, không có chịu tách ra. No matter you cho how hard she tries Dù cho cô ấy có cố gắng như thế nào đi chăng nữa Thì cái kẹo xâm gâm nó cũng không có tróc ra khỏi tóc của cô ấy được The gum won't come off her hair No matter how hard she tries Cụm động từ tiếp theo mà mình có là come again theo như nghĩa bình thường, come là đến, again là một lần nữa. Khi mà mình mời bạn bè mình tới nhà chơi, sao mình nói là Lần sau bạn tới nữa nha. Come again. Tuy nhiên khi nói về cụm động từ thì nó lại có một nghĩa khác nữa. Và nghĩa đó là bạn nói lại một lần nữa đi, tôi chưa hiểu hoặc là tôi chưa nghe. Các bạn để ý thường khi mà cụm động từ nó sẽ có nghĩa khác với cái nghĩa mà mình thường hay thấy các bạn nha. Come again, bạn nói lại lần nữa đi. Khi mà chúng ta nghe bạn mình nói cái gì đó mà mình chưa có kịp nghe thì mình kêu là bạn nói lại một lần nữa đi mình kêu come again come again chúng ta lên giọng các bạn nhé và vì đây là một dạng của câu hỏi tôi chưa nghe bạn nói gì hết bạn nói lại đi thì thường sẽ có dấu chấm hỏi ở phía sau và mình sẽ lên giọng come again cho nên nếu mà theo nghĩa đầu tiên mình sẽ kêu là please come again xin mời bạn lần sau lại đến nhà của tôi còn nghĩa số 2, mình sẽ lên giọng và kết thúc là dấu chấm hỏi. Come again come again. Cụm động từ thứ tư là come clean. Come là đến, clean là sạch sẽ. Nhưng mà khi mà ghép lại thành một cụm động từ có nghĩa là thú nhận. Come clean. He finally decided. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã quyết định. To come clean. Thú nhận about the mistake. Về cái lỗi lầm he made at work mà anh ấy đã phạm phải hoặc là gây ra ở tại chỗ làm. Cuối cùng thì anh ấy đã quyết định thú nhận và lỗi lầm anh đã gây ra tại chỗ làm. He finally decided to come clean about the mistake he made at work. Come clean là thú nhận nha. Come across tình cờ gặp nếu mà theo nghĩa bình thường, come across có nghĩa là mình băng qua phía bên này đường. Mình nói bạn mình là come across là bạn hãy băng qua phía bên này đường. Tuy nhiên, nghĩa của cụm động từ là tình cờ gặp. I came across, ở thì quá khứ mình kể lại. Tôi tình cờ gặp. My high school classmate, bạn học cùng trường cấp 3 của tôi. At the store today, ở ngoài cửa hàng ngày hôm nay. Hôm nay tôi tình cờ gặp lại bạn học cấp 3 của mình tại cửa hàng. I came across my high school classmate at the store today. Come down on. Come down là đi xuống, come down on có nghĩa là chỉ trích, phạt nặng. Ở cụm từ này mình thấy có động từ và kèm theo sau là hai từ khác các bạn nhé. Ở những ví dụ trước chúng ta chỉ thấy có một từ giới từ kèm theo thôi. Còn đây chúng ta có hai giới từ kèm theo. Come down on. Chỉ trích hoặc là phạt nặng. The boss là sếp. Came down on. Đã chỉ trích hoặc là đã la. The employees là các nhân viên của mình. For missing the deadline. Vì họ đã bỏ lỡ thời hạn. Có nghĩa là họ đã làm không kịp thời hạn. Sếp đã chỉ trích các nhân viên vì đã lỡ thời hạn. The boss came down on the employees for missing the deadline. Come down on. Tiếp theo mình có come down with. Khác với cụm từ lúc nãy, chỉ có mỗi từ cuối cùng thôi. Come down on. Và bây giờ là come down with. Có nghĩa là bị nhiễm hoặc là mắc phải. I think my mom, tôi nghĩ là mẹ của tôi, is coming down with đã bị nhiễm hoặc là đã mắc phải a flu là bị cúm tôi nghĩ là mẹ tôi bị nhiễm cúm rồi i think my mom is coming down with a flu thường khi mà mình cảm thấy mình sắp bị bệnh mình có thể nói với bạn mình là tôi nghĩ là tôi bị cảm tôi nghĩ là tôi bị sốt tôi nghĩ là tôi bị một cái gì đó i think i come down with các bạn nhé như vậy mình có come down on come down with và tiếp theo là come up with. Hồi nãy là come down, bây giờ là come up. Hai từ come up có nghĩa là đi lên. Nhưng trong cụm từ này mình có come up with. Có nghĩa là nghĩ ra, tìm ra hoặc là đưa ra. Come up with. He came up with. Anh ấy đã nghĩ ra. A good excuse. Một lý do tốt. For coming home late. Cho việc về nhà trễ của mình Last night tối hôm qua anh ấy đã nghĩ ra một lý do tốt cho việc về nhà muộn tối hôm qua. He came up with a good excuse for coming home late last night. Come to mind nghĩ đến hoặc là nghĩ ra. mình có mind là tâm trí. một cái gì đó đến trong tâm trí của mình là mình nghĩ đến hoặc là mình nghĩ ra. When someone, khi một người nào đó, mentions italian food nhắc đến hoặc là nói đến thức ăn của Ý immediately thì ngay lập tức pizza comes to my mind trong đầu tôi nghĩ ngay đến pizza. Như vậy cụm từ come to mind là nghĩ đến hoặc là nghĩ ra. Khi có ai đó nói đến đồ ăn của Ý thì ngay lập tức tôi nghĩ đến pizza. When someone mentions italian food Immediately, pizza comes to my mind. Cầm nóng từ số 10. Come to light. Lúc nãy là come to mind. Bây giờ là come to light. Là được phát hiện, tiết lộ hoặc là lộ ra. Come to light. During the investigation. Trong quá trình điều tra. Investigation là điều tra. New evidence bằng chứng mới evidence là bằng chứng thì bằng chứng mới came to light đã được phát hiện trong quá trình điều tra bằng chứng mới đã được phát hiện during the investigation new evidence came to light come into effect là có hiệu lực come into effect this announcement thông báo này will come into effect sẽ có hiệu lực starting today, bắt đầu ngày hôm nay. Câu này chúng ta sẽ thường thấy trong những văn bản, những cái thông báo ở trong công ty khi mà sếp đưa ra một cái quyết định mới hoặc một thông báo mới. Thông báo này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay. This announcement will come into effect starting today. Cụm động từ cuối cùng là come into force cũng là có hiệu lực luôn cả hai cái đều là có hiệu lực các bạn nhé come into force the new traffic regulations regulations là các quy định các quy định về giao thông mới will come into force sẽ có hiệu lực starting next week bắt đầu từ tuần sau các quy định giao thông mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tuần sau The new traffic regulations will come into force starting next week. Như vậy các bạn sẽ thắc mắc là come into force và come into effect khác nhau như thế nào? Trước hết mình nói về come into force. Come into force được sử dụng để chỉ sự bắt đầu có hiệu lực của các quy định pháp luật, thỏa thuận, các quy tắc chính thức hoặc các biện pháp quản lý có tính chất pháp lý rõ ràng. Còn come into effect được sử dụng để chỉ sự bắt đầu có tác dụng của các quyết định, chính sách, biện pháp có thể không nêu rõ một cách pháp lý nhưng vẫn có tác dụng thực tế. Các bạn thấy nha sự khác nhau là come into force là quy định của pháp luật và có tính chất pháp lý rõ ràng. Còn come into effect là những quyết định chính sách hoặc là biện pháp có thể không nêu rõ một cách pháp lý, nhưng mà vẫn có tác dụng thực tế các bạn nha. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thích bài học của TK, các bạn like và share cho TK nhé. Bây giờ các bạn sẽ cùng đọc lại với TK 12 cụm động từ này. TK không đọc ví dụ, chỉ đọc cụm từ thôi cho các bạn dễ nhớ hơn và mình dễ so sánh giữa cụm từ này và cụm từ tiếp theo. Và khi TK đọc, TK sẽ ngừng lại, các bạn đọc theo nha. Come on. Come on. Come off. Come off. Come again. Come again. Come clean. Come clean. Come across. Come across come down on come down on come down with come down with come up with come up with come to mind come to mind Come to light. Come to light. Come into effect. Come into effect. Come into force. Come into force. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký vào kênh của TK các bạn bấm nút đăng ký ở dưới video này nhé. Để chúng ta có thể nhận được bài học của TK một cách dễ dàng hơn. Chúc các bạn học thật là tốt và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong bài học lần sau. Bye bye.